khóa học này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để làm ra những sản phẩm cắt may. Các bạn có thể cắt cho bạn bè, con gái hoặc là người thân. Tôi chắc chắn là các bạn sẽ ra được những sản phẩm đẹp, mình ưng ý và rất tiết kiệm thời gian.